gì vậy? Ui ui, quái vật nào? Trên đấu. Xe nào con gì đây? Con gì này? Đấu. Ui, quay có thấy không? Con gì đây, đây đây đây. Con gì nó có màu lên vậy? Này như con đại bàng đấy nhá. Con màu. Gà hay là đại bàng? Con này con gà thôi. Gà. Ừ, rồi đây rồi. Hả? Trần Diễm bắt rồi. Rồi. Tất cả mọi người nhá, thì hôm nay anh em mình đi có mặt ở Nam Định mọi người, thì mình từ Hải Phòng mình về Nam Định rồi với em Thư, là cùng em Thư là đi khám phá cái ngôi nhà ma ám ở đây nhá mọi người nhá. Thì mọi người cùng theo chân anh em mình nhá. Đi anh ạ. Nghe nói trong ngôi nhà trong này nó rất là nhiều ma. Nó bỏ hoang rồi nhưng mà đêm đến là vẫn cứ có cái bóng ma nó đi trong ngôi nhà. Nó này à? Không phải. Nhiều người ta đi thì biết. Rõ một người coi như là đàn ông luôn. Ghê thế anh ạ. Là quần viên áo đen. Ui nhưng mà đầu này đội mũ cối mũ cát ngày xưa ấy, của chiến tranh của đội ấy, chắc là chưa chết ở đây. Sao đấy? Ôi dồi, cái nhà này ghê chứ. Hay thôi thì bọn anh vào em chả vào đâu. Đâu xem nào. Ui dồi, quay cho mày kinh không? Nghe thôi, thò điện thoại quay được ấy. Thôi điện thoại ở trong quay được ấy. Đấy. Quay còn anh giường chiếu để chật ngát hết rồi. Đây không? Chả nhìn gì, đây điện thoại nó quay chốc ra mình mới xem thôi. Mình mới thấy được xem có gì không chứ bây giờ làm gì đấy. Ui ở trong này coi hũ. Coi hũ cổ anh ấy. Ừ. Ừ đấy, ừ coi hũ cổ kìa. Chung cổ. Ừ. Ừ, ui dồi. Nhưng mà này ai đấy được, kinh lắm. Này kéo vào đây được còn đấy nhỉ. Này kinh lắm, có này có ai. Đây ai, đây một người chung to luôn ấy. Nhiều ma lắm, như kiểu không dám ở đây không? Không, không ai dám ở đây. Đây là cái ban thờ trước này này. Chắc nó sập đây. Ôi, tay em không ra được. Ui, sao đây? Đây rồi. Tưởng mãi nó mới tuổi. Ở đây có cái gian gì nữa này. Alo. Thấy một cái thất này. Từ anh. Nói gì thế nhỉ? Gạch xây căn thời chú Pháp giờ. Ui, tường. Làm mọi người xem cái tường. Tường này hồi xưa người ta xây bằng kiểu như vôi sao ấy? Vôi vữa gì? Làm chỉ có vôi vữa, cái này là bùn. Bùn. Không có tí vữa đấy. Đây, hết sạch. Trong đấy có gì không? Ui, trong cái toàn vôi phải không anh? Ui, có quan tài kìa. Vôi để sát tà phải không? Ui, quan tài ra để đây đây. Có quan tài đấy vậy. Ở đâu? Đây là quan tài này. À, anh em ơi. Ui, cái tấm quan tài nguyên tấm này. Thôi, quan năng thôi, mấy ông ấy đi em đi về đây. Thật mẹ kinh lắm. Kinh lắm. Là anh em ơi, chèm có cái tấm quan tài đây. Này. Quậy đó, tấm quần tải anh em xem. Ừ. Còn như một sơn. Ui lại quá. Đây lại cả cái bánh. Bánh. Cái bánh này là bánh nồng của người ta. Bánh nồng à? Cái gì đây? Cái gì người ta đây này? Ở đâu? Ui, ruột nó công ở đây. Ruột. Ui này, ui. Đầy rác này, ui đây. Chắc là chuột công rồi. Chuột rồi. Chuột hay là. Chuột rồi. Ui ngôi nhà này kinh lắm. À đây lại kìa. Này, vôi sát tà này. Ôi, vôi này, khôi vôi sát tà rồi. Đây kiểu như những cái nhà này kiểu người ta kiểu như không khí đi không khí đi ra ngoài anh em ra ngoài cái giếng này thấy bảo giếng ma ở đâu ngoài này có cái giếng ma chuyên môn có người ngồi trên giếng trong tối thưa bạn ông anh có người ngồi trên giếng ở đây có người chuyên môn tắm ở đây trong tối tham quan cái giếng người này giếng này ở đâu anh giếng này thấy bảo là đêm đến này có ma đứng đây cực kỳ đúng không. Ô con kiểu như con nhái nó kêu sao nhỉ? Dân người ta đồn đây là cái giếng ma. Ở đâu? Sắp đến chưa? À đây là cái giếng này. Đâu? Đây em không nhìn thấy nhỉ? Đây giếng này. Đâu? Ui dưới này có con gì anh em ơi? Ở đâu? Đâu? Ui đây. Ui con gì? Từ. Con gì đánh dưới này vậy? Con gì vậy? Ui quái vật nào? Trên xe nào con gì đây? Con gì này? Đâu? Ui quay có thấy không? Con gì đây. Con gì nó lại có màu lên vậy? Này như con đại bàng đấy nhá. Có màu kìa. Đại bàng thôi. Đấy con đại bàng thôi. Ui, lấy cây bắt đi. Ui lấy kiếm cái gì để bắt nhỉ? Lấy cây. Ui. Đấy đúng con đại bàng thôi anh ơi. Ui con đại bàng chim rồi, chim đại bàng rồi. Đại bàng. Con này chắc là nó bay trên trời, chắc là nó nhảy lên phố gì thôi. Nhìn ơi. Tối thế nhỉ? Nó bị rơi đây, nó không lên được. Đấy anh em ơi, đây là chắc là con đại bàng này. Con này nghi con chim đại bàng thật đấy. Ui đấy chứ. Hay là nào vồ gà này không mắt tôi nó cận tôi không nhìn rõ có phải con chim đại bàng không? Đây chim đại bàng đây. Trên này nó chói nắng khó nhìn lắm. Nhìn giếng nó tối. Ừ. Sao con chim rơi đây nó không lên được ta? Chim rơi đây lên sao được? Ướt cánh lên sao được? Cánh lên sao được? Bây giờ phải kiếm cái cây. Bây giờ kiếm cây kiếm cây. Đi kiếm cây mà. Chim đi. Cây nào? Đây anh em thì trong đúng cái giếng nó có cái cây. Đây này.
Đây chắc là con chim đại bàng. Ui nhây. Đây này, nó đang bay đây này. Quay. Ui đuôi kìa. Ui có đuôi dài thế. Đuôi dài lắm. Đấy. Đấy. Đấy cái cánh nó dài nhây. Ừ. Ui đuôi. Bắt về làm huấn luyện nó được anh ơi. Ui đây này, máu đỏ đỏ luôn. Có áo. Ừ, nhây. Đấy mọi người thì anh em mình thì chuẩn bị xuống bắt con này nhá. Bắt con này. Này vừa nuôi con này bán được nhiều tiền đấy nhỉ. Ừ. Đây đúng con chịu bài thôi. Con này chắc có đang ra xuống cái vồ gà đấy. Nhưng bây giờ mình xuống nó quấy không? Nó có mỏ không? Không. Mỏ nó dài nhỉ. Ừ, mỏ dài nhưng mà xuống cái giếng này chắc là nó ướt kiên, chắc nó không gì đâu. Đấy nó đang đậu đây này anh em ơi. Ừ. Biết là mọi người có nhìn nó trong mắt mình. Đấy, ui cái cảnh nó dài thế nhỉ. Phun giếng luôn. Cảnh dài nhỉ. Đâu rồi? Ông Thư dậy đâu rồi? Đang đi lấy cây hả? Có cái cây thì mới kẹp nó lên. Ừ. Đây mọi người thì ở đây này, trong một cái khu này nhá. Ở đây xuất hiện một cái giếng, đây người ta gọi là giếng thần. Giếng thần, giếng cổ ấy. Đây tiên con này tiên ra đây anh em ngay ra gặp mặt. Đấy. Dài thế. Dài đây. Ui mọi người. Kinh chưa? Hay là con này nó là con chim ưng? Không, con đại bàng nó mới to quá chứ. Con này con đại bàng thôi. Con này bàng. Chắc chắn con này con đại bàng rồi. Con đại bàng nghe con chim ưng vậy. Đưa cái gậy đi. Ủa gậy ngắn quá. Để thử xem nào. Không mày xít chứ. Mày xít mày xuống dưới chứ. Ui nó mổ kìa. Có mổ không? Nó không mổ đâu. Thôi đi ra xuống ra vỏ nhá. Ừ vỏ đi. Đây ra xuống nhá. Đúng chứ nhá. Xuống đi. Chờ nó mấy. Bám chặt cái cây vào. Cứ bình tĩnh thôi chứ. Bám cái cây. Này anh em xuống giải cứu đại bàng mọi người nhá. Rồi. Cứ đấy. Được chưa? Có đứng được không? Ui, giếng sâu lắm ấy. Đấy kia. Ủa con gà. Gà. Gà anh em ơi. Gà là đại bàng. Con này con gà rồi. Gà. Ồ, bị rơi đây rồi. Hả? Nó bị thần giếng bắt rồi. Không phải thần giếng đâu, có khả năng con này nó đi nó ăn xong không may nó rơi đây để khổ nhá nhỉ. Rồi bắt cứu đi ông ơi, không là chết đấy. Cứu. Mọi người. Để mình giải cứu con gà lên nhá. Ui, con gà to thế này mà. Ui mẹ con này mấy cân này. Ui đầu tiên nhìn như con đại bàng ấy nhỉ. Rồi nhìn mắt nó dữ thì như con đại bàng thật. Khổ thân đấy nhỉ. Nè, kéo mạnh lên. Chờ nó. Lên đó. Tôi. Đứng thành giếng đấy. Không đứng thành giếng nhớ nộn xuống cháu. Không nộn được. Đứng đây mới có lực xít đây. Đưa gà đây. Bỏ tay ra. Rồi nên phát một đi. Đây mọi người này. Ui con này to lắm. Ui con này nó run này. Đấy. Con này nó run lắm. Đừng bám tay kia. Nên chưa? Ui giải cứu thành công. Giải cứu thành công rồi. Ôi. Anh em mình nay giải cứu con gà rồi này. Ui nó rơi đây nó cắt hơi nâu gầy hết. Rơi nâu. Ui kì nó run. Rơi hết cả xương. Run. Lạnh quá mà. Con gà to này. Cầm ra chỗ mát này. Cầm ra đi ra chỗ mát đi anh. Ủa. Ủa thân đó nhỉ. Thân nếu con này anh em hôm nay mà anh em mình không đi khám phá đây không phải là con gà này nó chết rồi chết đấy. Luôn ui nó ấy này mọi người này đi đây nay mà mình mà không gì là con này chết thân gà nha. U đầu tiên nhìn tưởng con đại bàng ấy không đứng được cống không đứng được đứng là được. Mỏi. Không phải nó mỏi nó rét nó mấy ngày đấy rét lắm ấy đấy trời này nó còn nắng chứ nếu hôm nay được anh em được sai tiến đến để giải cứu cái đó sao mọi người tình cờ anh em đi phá ngôi nhà ma ám này thì gặp ngay con gà đây khổ thân con gà này đúng không. Ôi cái giếng ấy sâu lắm. Ôi giếng ấy sâu trò chân mà không tới kinh nhỉ. Ôi này không biết là gà nhà nào nhỉ hay là anh em mình cầm về nhà nuôi bây giờ mình cứ cầm về nhà cho nó sống đã. Ừ hơi nắng cho nó sống đó. Sống con gà nhìn như con gà trọi nhỉ. Gà đòn này, gà trọi đây. Đấy. Ui kinh nhỉ, mà nhìn mà nhìn cái đuôi nó đẹp nhỉ. Này con đang anh em mình sẽ hôm nay sẽ bắt con này mọi người, bắt con này về nuôi nếu ai sang thì nhận thôi nhỉ. Nếu mà chủ nhân mà biết đến thì mình sẽ đem trả lại người ta. Nào, gọn cho xe đi. Chờ
đầu nó rét đúng đường cọc lên này. Nó rét mà. Rét quá. Chắc là nó con này nó phải ngâm đến 1-2 ngày rồi. Hôm nay anh em mình mà không như kiểu người chui đất khiến anh em thì không sáng nữa. Thì cứu được em gà này mọi người. May là mấy con gà này đến đấy là hay nó trứng ma, hay là cái trứng cục nó nuôi ma là cứ có người đến là bắt đấy. À. Hay là bắt gà để tế sống trứng đủ hết. Nhưng liệu anh em mình vào đấy có việc gì không nhỉ? Không, nhưng mà nãy mình xuống không vấn đề gì. Với tí, giờ thì thấy hơi ngứa rồi. Ừ, chắc có năng nước, cái nước ở đấy thôi. Ừ, ngứa lắm. Ngứa hết. Chứ đâu cái con ma ở cái giếng đấy nó bắt gà năng ấy, hay là bắt đây. Ừ, nghe thì ghê đúng không? Nghe đồn nó rét luôn cũng gặp này. Nó không đi nữa mà. Đi chưa được. Thôi đâu có khả năng anh em đi về đi. Cho hơi nắng rồi, nắng rồi. Đi, cầm mãi nghe bê vào đi. Bê vào nhà đi. Đi về đi. Thì mọi người thì mình kết thúc video đây, mình về mình cứu gà này nha mọi người nhá. Mọi người xem nhớ like chia sẻ ủng hộ kênh cho mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá.